Em tên là Vũ Minh Nhật, năm nay 30 tuổi, hiện đang làm việc tại công ty Nokia Việt Nam. Em là Minh Giang, năm nay em 29 tuổi và hiện tại em đang công tác tại phòng nhân sự của công ty tư vấn Mekong Capital. Đi. Hai đứa là quen nhau được bao nhiêu lâu? Dạ tụi em quen nhau được 5 năm. 5 năm phải không? Dạ. Mà chị thấy hai tính cách này có bộ là hợp tan hơn nhiều đúng không? Dạ 20 lần chứ mấy chị. Trời ơi. Kỷ lục. Trời, quen nhau 5 năm mà chia tay 20 lần. Thường á thì những cái lần như vậy nó là như thế nào? Ví dụ như vậy là cái giận hờn rồi chia tay, hay là nó là chia tay thực sự xong rồi mới làm lại? Cũng nhiều lần thì nó cũng ngắn thôi. Nhưng mà em cũng nhớ là có một lần thì là lần đó chắc là lâu nhất. Cái lần đó là Giang có đi về quê ở ngoài Quảng Ngãi, sau đó là đi vào Sài Gòn. Thì em ra đón, sau khi đưa về nhà trọ của Giang thì Giang vào trong nhà tắm. Ở ngoài thì em có tiếng tin nhắn, thì em cũng tò mò thì em xem cái tin nhắn. Ước gì mà anh ôm được em. Tại sao lại có cái chuyện nó xảy ra? Dạ cái này là lỗi hoàn toàn do em chị ạ. Tại vì anh chàng đó theo rồi xong cũng cãi vã. Và Nhật có nói em là anh chàng đó đã được đặt vào trong danh sách đen. Nhưng mà đợt đó thì em đi ngang tàu qua thì anh ấy ảnh nói là không, bây giờ anh chỉ ra muốn ra gặp em để anh đưa cho em cái hộp cơm gà thôi. Em cũng tình thiệt là em nghĩ rằng thứ nhất là ra lấy cơm đem vô mình ăn, với thứ hai nữa là bạn trai mình đâu có biết đâu đúng không. Lần đó giận bao nhiêu lâu em? Dạ 3 tháng rồi. Trời ơi, vậy là rồi sao sao mà quê được. Em lên một kế hoạch rất là chi tiết. Nữa kế hoạch nữa. Em chuẩn bị một hoa, mua hoa có chữ Nhật ở trên, cái chữ story rất là lãng mạn. Anh này là em biết cái lịch hay làm đêm thì em sẽ lên chỗ sân bay và em sẽ đứng đợi. Trời. Thì em tính là lúc mà đợi anh này đi ra là em sẽ cầm mông ra và em nói là Giang xin lỗi. Dạ mọi kế hoạch đều đã đang được chuẩn bị rồi, em lên em đang em đứng đợi anh này đi ra. Em thấy em kêu anh ơi chạy lại, xong anh ấy quay qua nhìn em xong đi tiếp. Trời ơi, xong đi em tan nát. Anh em nghĩ là trời ơi, mình là gọi là tâm lắm rồi, có tâm chạy mà theo, chạy theo. Dạ, không chạy theo nổi tại sốc quá, tại kêu quá trời luôn. Sốc quá mà chạy gì em? Gì hả? Nó cười quá. Không phải tại vì mình muốn cầu hòa là mình phải chạy theo. Gặp chị là chị bỏ luôn rồi đó. mà anh này chạy rất là nhanh, mà anh này đi cũng nhanh nữa. Xong em về nhà em nói là thôi xong rồi đó, bây giờ đã gọi là mình đã chuẩn bị rồi, mình đã rất là thành thật như thế rồi mà xuống nước quá rồi, tận đáy rồi đó mà cũng kỳ cục vậy. Dạ, nhưng rồi mà sao sao nữa em? Em về nhà rồi xong em đi chơi với bạn, mà em lấy cái bông em bỏ vô sọt rác. Đi chơi rồi sao nữa? Em đi chơi rồi đêm đó có ngủ được không? Dạ không chị, nửa đêm em cảm thấy vẫn còn tức và uất ức. Nên em gọi điện thoại, trời ơi làm như là ngon lắm nha, mà hả tôi đây phải chuẩn bị này nè. Em chửi quá thì chửi, mà vừa chửi mà vừa khóc chị. Em phản ứng sao với cái thực sự là lúc mà em ra thì em cũng nghe cái tiếng ai kêu, nhưng trời tối khuya thì em cũng không thấy. Nếu em biết thấy thì chắc cũng lịch sự, em cũng phải đi lại coi cái nghe nó như thế nào chứ. Chứ em không bỏ đi như vậy. Thì sau đó thì nghe Giang khóc, mình cũng mũi lòng, với lại thời gian cũng lâu rồi, cũng 3 tháng. Mà trong thời gian đó thì Giang cũng hay gọi điện rồi cũng nói năn nỉ nào kia rất là nhiều. Dạ mà em gọi điện, nhưng mà anh chàng này cao giá lắm anh. Em gọi điện xong quay qua, nè đừng có gọi nữa nghe chưa, có biết rằng đây có bạn gái rồi hay không? Chị ngưỡng mộ em quá Giang ơi. Sau bữa đó là rồi đúng không? Nhưng chị hỏi nè, cho tới thời điểm này khi mà hai đứa lấy nhau rồi đó, thì ai là người hay ghen nhiều? Hai chồng em được cái là có bất kỳ một cái điều gì khúc mắc hay là trắc trở, thậm chí là ghen là đều nói thẳng vào mặt nhau rồi chị ạ. Nói thẳng vào mặt nhau luôn. Mà thậm chí mà em nói mà em cảm thấy là chưa xong là em dựng đầu dậy em nói tiếp. Cho nên trước khi cưới là anh chàng có đưa cho em 10 điều răng. Trời ơi, 10 cái gì? Hồi đó 3 điều vô lên tới 10 điều. 10 điều. Dạ. Mà bây giờ em có thể kể được cái 10 điều đó. Em nhớ nổi cái 10 điều răng đó không? Dạ nhớ chị, không nhớ sao sống nổi chị. Sao đâu? Ngưỡng mộ em. Dạ, điều đầu tiên là không được say xỉn, uống bia uống rượu. Dạ. Không đi chơi khuya, đi chấp bar nhận, đi sàn. Không ngồi lê đôi mắt tám. Chấp nhận. Dạ. Mấy điều răng đó tốt. Dạ, không được suy diễn, không được đỉnh đoạn, không phóng nhanh vượt ẩu. Tại em có một cái tật mà em cứ ngồi lên xe là em thấy có mình em trên cái con đường đó. Không được bất cần, bởi vì một khi mà bất cần cái là em tự em đi em bỏ đi chơi mình. Không cần biết gì hết. Dạ, không gì anh nhỉ? Phải dịu dàng. À đúng rồi, phải dịu dàng. Phải dịu dàng. Không, mà cái điều này em chỉ làm được chị. 10 điều này á đều chị thấy đều đúng hết trơn. Đúng rồi. Tại vì đó đều là những cái điều mà người bạn đời của em muốn em hoàn hảo hơn trong mắt của ảnh cũng như trong mắt của mọi người. Chị thấy vậy này, rõ ràng là ở Nhật á mong mỏi Giang rất là nhiều thứ. Em thấy cái gì ở Giang là em muốn thay đổi nhất cho em? Dạ.
Dạ chắc là cái tính mà hay suy diễn á. Dạ ví dụ như bình thường đi làm rất là về, rất là đúng giờ, thì một hôm định đi về trễ thì bắt đầu là trong đầu em sẽ suy diễn về trễ có nghĩa rằng là đi đâu, có thể đi nhậu hoặc là đi nhậu hoặc là điếu cô nào. Và điếu cô nào xong rồi em lại suy diễn tiếp, chứng tỏ rằng là không có thương vợ thương con. Và không thương vợ thương con vậy thì đâu có tin tưởng. Rồi em suy diễn từ từ ra thành một cái câu chuyện, nói chung là đang nhỏ ra sợ con xé ra thành một câu chuyện bự. Vậy thì cái tính xấu của chồng em là gì? Nhìn thấy đó, cứ toàn là cho em vài điều mà tính em thì đúng là đỉnh đoản hoặc là đôi lúc sôi nổi quá, nhưng mà cái lúc mà em gặp khó khăn hay là gặp chuyện gì em cần chia sẻ thì em nói với Nhật á, em cái lúc đó em chỉ muốn nói ra cho nó hả dạ em, nhưng có người đang nghe em trút thôi. Mà lần nào của em vừa nói ra xong là anh lập tức là em đã sai những điều như sau. Lúc đó là em rất là bực mình. Trời anh... dễ thương. Mà anh Thuận biết là cái lúc đó là cái tâm trạng mình chỉ muốn là được có người lắng nghe, lắng nghe và chia sẻ thôi. Nhưng mà cái vừa nghe xong là lập tức em đã sai 1, 2, 3, 4 và em đã làm không đúng. Lần tới em nên làm 1, 2, 3. Em nghe xong là em ù tai. Ủa rồi cơ duyên nào mà hai bạn gặp được nhau hay vậy? Khi em đến dự một bữa tiệc cùng chung với cô bạn gái và anh là bạn thân của bạn trai của cô bạn gái kia, thì em đến trước và em ngồi xuống, một lát sau anh này đến ngồi bên cạnh em luôn, thì em mới liếc nhìn. Liếc sao, liếc sao? Em nói chuyện với bạn em ngồi đối diện giống như anh Thuận vậy, thì em sẽ nói chuyện với anh Thuận như thế này mà em liếc nhìn. Em có thấy cổ liếc không? Dạ không thấy ạ. Không, em liếc và em nói, em nghĩ thầm trong bụng là em nói là trời ơi sao anh chàng này nhìn giống ca sĩ Đăng Khôi quá ta. Sao mà liếc gì mà sao thấy giống Đăng Khôi vậy ta? Không, em liếc nhiều lần anh. Đúng ra là phải nhìn vậy nè. Nhìn gì mới thấy là giống Đăng Khôi đúng không? Em nghĩ đó là cái kỹ năng đặc biệt em có. Ở trong suốt buổi ngồi sát bên cạnh em nhưng mà không hề nói với em tiếng nào. Em mới nói với cô bạn mà em đi chung á, em nói là sao anh nào ngồi bên cạnh vậy? Cái xong bạn em mới nói nhỏ lại: trời ơi, bớt mơ đi bà, người ta dân Việt Nam Airlines đó. Trời ơi, một cô gái như vậy mà lại không để tâm để ý sao kỳ vậy? Bàn tiệc rất là đông người nên em cũng không có để ý, không có nhớ Giang là ai, mà chỉ nhớ có một bạn gái trông rất là hơi quê quê, hơi đen đen. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên em thấy là anh chàng này chảnh quá. Lúc đó là cô bạn em lại còn nói thêm vô là trời ơi đừng có mơ và đừng có với tới, nên là em lại càng tò mò. Rồi tới cuộc gặp thứ hai. Lần thứ hai là lúc đó là cả hội bạn rủ đi hát karaoke, cũng lại là cái cặp bạn của đó em đó. Dạ. Và em ngồi em hát, em hò rồi em nhảy múa. Lát sau anh chàng này đến. Và trong cái buổi karaoke đó chỉ có 4 người mà bạn này cũng không để ý gì nữa luôn. Trời ơi, là đang nhảy mà cũng không để ý luôn hả? Trời ơi, em cố gắng lên Thuận, em cố gắng em nhảy nhót, em hò hát, em làm đủ kiểu giống như rất là sôi nổi, nhưng mà ngó qua thấy anh chàng này vẫn cấm cúi nhắn tin. Sau em quay qua em nói với nhỏ bạn em nói chứ đúng thiệt rồi mày ơi, chảnh quá. Lần gặp thứ ba là sau cái lần karaoke khoảng 3-4 tháng, lúc đó là sinh nhật của cô bạn gái đó, thế này đến vậy là cũng ngồi bên cạnh em nữa. Nhưng mà lần này vô tình hay cố tình vậy em? Vô tình vào sau, tại vào sau thì còn trống chỗ nào thì em ngồi chỗ đó. Ý trời, ý trời sắp đặt mà rồi. Thật ra nhiều khi không phải vô tình đâu chị, mà cô này cũng gài cho anh ngồi kế bên. Không phải, không có, mà bữa đó em không có biết thiệt. Nhưng mà bắt đầu anh này mà ngồi xuống là lập tức trong đầu em là đã có sẵn chiến dịch và kế hoạch rồi. Có thể em nghĩ em rồi vẫn dùng chiêu liếc mắt đó. Dạ. Có thành công không cưng? Em bắt đầu vào và em quay qua em bắt chuyện. Tại mấy lần trước không bắt chuyện với em nên lần này em chủ động em bắt chuyện trước. Trong cái cuộc nói chuyện đó thì em cũng chứng tỏ rằng là mình rất là tự tin, mình rất là năng động để cho anh chàng này có thể là sẽ bị thu hút. Bởi vì trước giờ là em cũng khá là tự tin là mình gặp những anh chàng khác mình cũng có thể dễ dàng thu hút đối phương. Nhưng mà riêng anh chàng này nên em phải vận nửa công nhiều hơn. Rồi cái lần thứ ba đó, cái cảm giác em về cô bạn này sao? Là lúc đó là bị dính cái chiêu của bên bạn bạn gái đó, tức là bạn, dạ, tức là cố tình bắt cho mình để nói chuyện, bắt chuyện với nhau. Không, mình đi thẳng vô vấn đề là bạn dính bẫy sao đi? Khi mà đi chuyển cái địa điểm để mà đi một cái tăng thứ hai, là bạn đấy lại đưa cái xe bạn đấy cho cái người khác chạy, xong rồi nhờ Nhật chở Giang được không? Tại vì hôm bữa đấy là có một anh chàng đang cưa cẩm nhưng mà em lại không thích bằng anh này. Cho nên là thôi em tỏ vẻ luôn, em nói thôi bạn tự đi xe của mình giùm, Nhật chở về rồi. Rồi sau khi mà chở nhau về rồi sao? Tụi em về đến nhà xong thì anh chàng này có xin số điện thoại của em. Đó là Giang ơi. Mà em có gợi ý không? Dạ không. Trời, lúc đó em biết em
hơi thắng thắng rồi anh. Cái đó thì theo bản năng lịch sự, để xin số điện thoại là nói là thôi để ngày mai có gì Nhật liên lạc lại, nhắn tin lại. Ngày mai có nhắn tin lại không? Dạ, ngày mai thì em vẫn đi làm bình thường và em cũng quên bẵng đi cái chuyện ngày hôm trước. Trời ơi. Rồi cho đến tối ngày hôm sau thì em mới nhận được tin nhắn. Người gì đâu mà không có biết giữ lời hứa. Kêu nhắn tin liên hệ lại mà không thấy. Làm tôi phải tốn 500 tôi gửi lại. nhắc khéo mà nhắc khéo đáng yêu. Sau đó thì em cũng mới xin lỗi và hẹn nhau rồi đi chơi. Nhưng mà cái mục đích của những cái chuyến đi chơi đấy là theo Nhật nói chuyện rất là trịnh trọng với em là Nhật thấy cũng vui nhưng mà bây giờ chúng ta nên đi chơi với hội bạn của Nhật, rồi đi chơi chung Nhật để mình coi thử mình có chính thức tìm hiểu nhau được hay không. Bây giờ đi chơi để mà tìm hiểu, là tìm hiểu xong mới yêu chứ không phải là yêu đâu anh ạ. Em nhớ nhất một cái lần ghé qua cái quán sinh tố trên đường Lý Chính Thắng á, em đang ngồi uống sinh tố và đưa ra ly sinh tố là em hút một phát là hết luôn cái ly. Trời. Xong thì Nhật mới nhìn em, xong đó Nhật mới nói là Nhật có vài điều muốn chia sẻ với Giang như sau. Vài ngày qua là Nhật và Giang có đi chơi với hội bạn và tìm hiểu rồi với nhau. Tuy nhiên Nhật có vài điều chia sẻ. Điều thứ nhất, Giang sôi nổi quá, nhiệt tình quá cho nên Giang quá ồn ào. Điều thứ hai là Giang nói nhiều thì tốt nhưng mà hình như là cái mâm nào cũng có Giang hết trơn. Và cái điều thứ ba là Nhật đề nghị là Giang phải tế nhị, nhẹ nhàng, dịu dàng, nết na, thùy mị và đoan trang hơn. Chị biết là lúc đó chỉ là tìm hiểu nhau chứ chưa yêu. Mà răng em như vậy, em bực mình quá. Em đứng dậy em nói đây. Em đùng em đi về. Nhưng mà tại sao em lại trong lúc tìm hiểu mà em dám đưa ra ba cái điều răng đó, là mục đích em muốn gì? Thì em nghĩ sao em nói thẳng vậy, nhưng mà không ngờ thì bạn lại giận lên luôn. Góp ý đi tìm một viên ngọc cho nó đúng với ý của đúng mình. Đúng rồi. Dạ, rồi. Dạ. Mà dạ. Đã tìm ngọc đó đúng không? Dạ, tại vì tiêu chuẩn của bạn này là nhất là đi chơi với hội bạn thì những cô bạn gái của bạn, những anh bạn trong trầm lắng, dịu dàng, nết na, thùy mị, đảm đang. Rồi sau những cái lời góp ý đó thì em có sửa đổi không? Dạ không, em đùng xong rồi. Em gọi điện thoại và em mắng anh này, em nói là từ ngày mai đừng có qua đây nữa nghe chưa, không tìm hiểu gì hết, không có hợp đâu. Lúc đó em mới thấy là thôi căng quá rồi, coi cái kiểu tiếp cận này nó không có được rồi, hiệu quả rồi. Thì em mới nói là thôi coi như Nhật chưa nói gì đi. Mấy ngày nay đi chơi cũng thấy cũng vui đó, thôi làm lại từ đầu coi như chưa nói gì hết. Sau cái lần đó em nghĩ trong đầu, tức là thôi để rèn từ từ. Thực ra cái điều á mà Nhật luôn luôn muốn ở Giang là sự hoàn hảo. Còn cái điều ở Giang muốn á là sự sẻ chia. Dạ. Đúng không? Thì dạ, thưa vâng. Chị thấy vậy nè, em á lâu lâu mà cổ có cái điều gì cổ muốn nói đó, em chịu khó em nghe đi. Em nghe đi mà ngay lúc đó em đừng đưa ra 1, 2, 3, 4 điều răng. Sáng mai em nhắn tin. Dạ. Em nhắn tin đúng không? Thì lúc dạ. đó cái cảm nhận của em sẽ khác đi. Cũng hy vọng là qua cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay mà hai vợ chồng sẽ càng ngày càng khăng khít thương nhau nữa. Dạ. Dạ. Rồi xin cảm ơn vợ chồng Nhật và Giang. Dạ, xin cảm ơn. Tôi tên là Phạm Khánh Hưng, hôm nay 31 tuổi, thì hiện tại đang công tác ở phòng phát triển đại lý của một hãng xe. Xin giới thiệu đây là vợ của em. Em tên là Phạm Quỳnh Nga, năm nay em 29 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở thành phố Huế. Trời ơi, cô gái Huế dễ thương quá à. Hưng nè, khi mà em gặp anh Thuận cũng như là Thuận gặp Hưng, hai bạn có một cái gì đồng cảm với nhau hay chăng? Có chứ, hình như cả hai chúng em đều giống nhau một cái điểm chung, đó là ghét lừa thù treo. Rồi hai bạn sao quen nhau được? Em và anh Hưng thường gặp nhau cùng cái giờ bơi là sau giờ làm việc. Một lần nhìn qua bên nàng bơi nam thì thấy anh Hưng hay nhìn lén qua. Nhưng mà anh ở cũng không nói gì hết. Nhưng mà đến một hôm thì anh nọ mới nói là em bơi sai. Thì thật ra em nghĩ đó là cái cớ anh kiếm chuyện để anh bắt chuyện anh nói vậy thôi. Chị nghĩ chắc hồ bơi là đông người đúng không? Dạ. Ở ảnh có cái gì đặc biệt? Thì anh bơi anh về trước á. Thì anh đi lên cái cầu thang thì nhìn ảnh rất là cương trắng. Còn em thì sao? Thì em cũng nghe mấy đứa bạn để mà tìm bạn gái á, tốt nhất là nên vào hồ bơi. Cô này cũng giỏi nấu và dễ thương. Rồi lúc mà trong thời gian mà yêu nhau đi chơi có cái sự cố gì không? Dạ có. Trong đó có một cái cô cổ đeo một cái vòng. Thì em rất là ấn tượng của cái vòng, với lại cái gọi là cái chân cũng có ngoại hình cũng tương đối là dễ thương, cuốn hút. Thì sau cái ngày hôm đó thì lại là có hẹn với lại Nga. Tính em thì hay quên luôn á. Trí đó. Dạ, trí. Là lộn cô này, hỏi cô này tại sao lại không có đeo vòng, không đeo vòng. Thì lúc đó thì Nga làm sao? Bé em lại vòng nào?
em đâu có măng vong đâu. Anh cứ quả quyết là em có măng vong, em nói em không măng vong. Cái bộ hôm đó thì chị cứ nói chuyện chiếc vong, xong rồi đến khi em đi về em cũng thắc mắc là tại sao anh Hưng anh thì nghĩ để chiếc vong vậy thôi. Đúng là bữa đó về mới nghe nghĩ lại, ôi mình lộn rồi, mình lộn là cái cô trước đó. Về mới nhớ ra là em ngồi em cũng toát mồ hôi, em biết về nhà cổ có phát hiện ra. Nhưng mà sao thấy không thấy cổ hỏi gì về đó nữa thôi em. Bỏ qua luôn, coi như là không có không nhắc lại gì đó nữa. Cũng hên cho em đó nghe. Dạ. Đâu có xảy ra lần nào mà tương tự giống vậy nữa không? Cái ngày Valentine anh, thì anh Hưng đặt điện hoa tặng cho em. Buổi trưa thì em ngồi trong văn phòng á, thì có cái anh chàng giao hoa, anh đến anh nói là chị có phải chị Nga không? Có anh Hưng anh tặng chị giỏ hoa. Thì em rất là vui. Em thấy anh Hưng giống như kiểu lãng mạn. Một lúc sau cùng cái anh giao hoa đó, anh tới, anh nói là chị ơi, có anh Hưng tặng chị giỏ hoa. Trời. Dễ thưởng. Ôi sao em cứ làm hồi hộp mà dễ thưởng. Tặng được hai bộ hoa vậy? Dạ. Khi mà nhận giỏ hoa thứ hai á, thì em hỏi là anh Hưng sao lãng mạn quá, người ta tặng còn giỏ. Thì đây mình tặng đến hai giỏ. Thì em lại sao hai giỏ hoa sao mà nó giống nhau? Và lúc đó em mới bắt đầu suy nghĩ. Và em nhảy đến chiếc vòng là anh Hưng anh từng nhầm em là em ăn vòng. Thì em mới bắt đầu nghi ngờ anh á. Mới gọi điện thoại cho anh Hưng, em nói là có phải anh đặt hai giỏ hoa không? Thì nói người ta tới lấy lại tặng cho bạn anh kia. Hưng anh nói không, anh chỉ đặt một giỏ thôi. Thì em nghĩ là chắc anh này anh che giấu á. Bắt đầu em ngồi nhìn giỏ hoa mà em lo lắng, nói là người đàn ông bắt cả hai tay. Không có thật lòng. Lúc đó mới bực đó. Thì em thấy tự nhiên mùi quang, máu nó dâng lên lên tới mặt luôn. Quang quá, mới gọi điện tới công ty dịch vụ hỏi sao mà làm ăn kỳ vậy? Sao bạn gái tôi tặng hoa mà lại tặng nhầm lẫn luôn la vậy? Rồi mà tôi mất người yêu rồi, chỉ có đền không? Những người ta giải thích cũng mập mờ không có rõ. Thì em lại nghĩ là chắc anh Hưng anh kiểu anh bị lồ á, nên anh mới nói người ta bưng bít đó phải không? Dạ. Bưng bít đó. Vì điện hồ cái kiểu như vậy nên em không có tin. Khoảng 7 giờ anh đó mới gọi cho em, anh nói là có sự nhầm lẫn là khi mà người ta cái bộ phận mà xuất phiếu thì người ta xuất nhầm hai phiếu, nên lúc đó em cảm thấy thoải mái hơn. Chị hỏi nè, bây giờ hai bạn thấy là trong cuộc sống hiện giờ nè, các bạn có thấy hạnh phúc không? Em thấy tụi em rất là hợp. Tại vì em có những cái tính cách đối lập, em thì hơi đoản, hơi chậm chạp, còn Nga thì cũng lanh lợi, vô tư, không có giận. Vô tư nghĩa là không nghĩ gì hết. Dạ, em ví dụ như là mình có chọc giận thì nó cũng dạ, không giận. Công ty thì có cung cấp cho em cái sim, thì giờ em không biết là em có cái sim mới. Thì em lấy cái sim đó em giả bộ là bộ cũ của Nga, chọc ghẹo tán tỉnh gì đó. Em tò mò, em mới nhận hoài ai về, anh Hưng mới nói người yêu cũ đây. Thì em cũng nhận là em đây nhiều người yêu lắm nên em không biết anh là ai cả. Em rồi sao lúc em nhận được cái tin nhắn em sốc không? Không có chuyện. Rồi chuyện xảy ra. Em quyết tâm em sẽ tiếp tục chọc ghẹo, hẹn gặp tới cà phê cho hai mặt giáp nhau. Rồi có gặp nhau không? Em có đi không? Mỗi lần anh nói rủ đi thì em cũng đồng ý. Nhưng mà đến cái buổi hẹn em không có ra. Em có ra đó chờ? Dạ có. Có một lần nữa ra nó chờ nhưng mà cổ không ra đó. Vậy thôi em biết, em thấy em nản quá thôi em tự thú luôn. Nhưng mà nè, trong cái chuyện này á, chị thấy một điều vậy nghe, chọc là một chuyện. Yeah. Nhưng mà cố tình thử lòng á là một cái chuyện nhiều hơn đó nghe. Chị nghĩ là những cái thử lòng nhau kiểu đó là rất nguy hiểm. Yeah. Mà cũng may là em bận biểu cái gì mà em không tới, chứ em tò mò kiểu đó cũng không tốt đâu đó nha. Bây giờ có một cái điều gì mà muốn chồng thừa sửa đổi không? Sẵn hôm nay là nói hết đi. Anh Hưng giống như ít nói á, vì không có thích đi đâu chơi á. Nếu mà đi chơi thì anh chỉ thích đi có mình em à, chứ không có thích đi với bạn bè em hay là đi với công ty của em. Nên em muốn là anh Hưng sau này hòa đồng hơn. Đó là điều muốn của vợ, còn điều muốn của chồng. Nga là một người tương đối là hướng ngoại, bạn bè rất là nhiều, làm về là đi chơi với bạn, đi chơi với đồng nghiệp thì nhiều khi cũng không có báo trước, nhắn tin hay là gì đó, thì lúc em cũng bực mình. Bực mình thì em cũng có một cái mong muốn là vợ em thì nhiều khi cũng bớt và là ra ngoài chút xíu, cũng dành thời gian cho gia đình. Cái mong muốn của hai bạn rất là dễ mà nó rất là nhỏ, nó chỉ là một chút xíu lận cận trong cái cuộc sống hôn nhân hiện tại bây giờ, đúng không? Như là em á, thay vì giờ em phải kiểm tra bằng cái dùng điện thoại á, thì em chịu khó em hòa nhập với bạn của Nga thì em sẽ biết xem cái đối tượng nào mà em thấy là không nên, em về em nói thẳng với vợ em. Còn ngược lại á, chồng mình á có cái tư tưởng hướng nội đó, thực ra chị nói thiệt em nha, sau này nữa khi mà em có nhiều con á, một hai đứa con nữa, em sẽ thấy rằng cái hướng nội của chồng rất là hay đó.
nó sẽ làm cho không khí gia đình mình á ấm cúng hơn và lo toan cho gia đình mình rất là nhiều. Do đó chị thấy rằng mỗi em á 50-50 đi, đúng không, trộn lại chia đôi là quá hoàn hảo cho cặp này. Rất cảm ơn hai em. Xin cảm ơn hai bạn. Dạ. Cảm ơn.